anh Thiết Thuận nó mới lừa đi. Lừa được. Alo. À, xếp số 3. Trận thi đấu đầu tiên của bảng đấy. Nhóm tuổi 3-40. Gặp đôi Lê Đình Giang. Gặp đôi Hải Minh.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chấm rồi, điệu rồi, điệu rồi. 30 người bắt đây này. Thằng Thành ở đây này. Alo, qua làm quay. Qua làm quay. Qua lại điệu về. Qua gì? Đôi kia ngoài. Đôi kia gặp đôi bạn. Alo. Đôi kia ngoài gặp đôi bạn. Sân một, trận thi đấu tiếp theo của bảng A, đội Dương Dũng gặp đội Lương Xuân. Alo.
đang nghe tất cả các quý khách, các vận động viên, chúng ta có được một tốt trong sân. Tôi xin nhắc lại, đề nghị tất cả các quý khách và các vận động viên, chúng ta có được một tốt trong sân. Sân một xin mời về đôi Dương Dũng và Đức Xuân và thi đấu. Sân số 2, trận thi đấu tiếp theo của bảng B, nhóm tuổi 18-30, đội Tú Hương và đội Liên Đức. Sân 2, trận thi đấu tiếp theo của bảng B, nhóm tuổi 18-30, đội Tú Hương và đội Liên Đức.